Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Nhật Liễu và Phật tử Thân Oanh sẽ phổ biến chương trình Pháp hội Vu Lan được tổ chức tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, Vu Lan là lời nhắc nhở đến tất cả những người làm con nhớ đến hành tri ân và báo hiếu. Trong tứ trần ân, Đức Phật luôn nhấn mạnh về việc nhớ ơn và trả nghĩa cho cha mẹ. Thâm ân của cha mẹ thật khó báo đền vì cha mẹ đã sinh ra ta và nuôi lớn thân mạng này. Đạo Phật không những chỉ dạy làm người phải hiếu kính cha mẹ hiện tiền, mà còn dạy cách làm sao để hai đấng sinh thành được an vui đời đời. Vì lòng báo hiếu, kẻ làm con phải biết khuyến khích cha mẹ đặt niềm tin và quy y Tam Bảo. Chú tâm tạo mọi phương tiện để cha mẹ phát tâm bố thí, trừ bỏ sang tham, thường hành các việc thiện lành, tạo lập ba thiện nghiệp. Đó mới là người con Phật biết thực hành đại hiếu. Nhằm mục đích tạo duyên lành cho hàng Phật tử biết phát tâm tu tập, trước là giúp cho chính mình, sau đến là giúp cho cha mẹ và quyến thuộc, dù còn sống hoặc đã quá vãng, cùng được nhiều phước báu. Bồ Đề Phật Quốc sẽ tổ chức Pháp hội Vu Lan trong suốt 4 ngày, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Chương trình Pháp hội Vu Lan gồm các nội dung như sau: 1. Lễ thỉnh Tam Thế Chư Phật chứng minh. 2. Thọ trì kinh chú, niệm Phật hồi hướng, siêu độ thất tổ cửu huyền. 3. Lắng nghe pháp âm kinh tạng nguyên thủy. Và 4. Thí thực ngạ quỷ âm hồn. Kính mời quý thính giả lắng nghe chương trình chi tiết của 4 ngày Pháp hội sau đây. Thứ năm, ngày 11 tháng 8, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, toàn thể đại chúng sẽ cùng thọ giới bát quan trai. Sau đó, chư Tăng Ni sẽ hướng dẫn tụng kinh Vu Lan. Lễ chính thức khai đàn Pháp hội Vu Lan sẽ diễn ra vào đúng 10 giờ sáng, bắt đầu bằng trì ba biến chú Đại Bi, tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật kinh hành. Lúc 11 giờ 15 phút sáng là thời thính Pháp với đề tài Giết Giáng, Dế, Châu Chấu sẽ tái sanh về đâu, do Thượng tọa Thích Huyền Châu thuyết giảng. Sau cùng là thọ trai và hoàn mãn. Thứ sáu, ngày 12 tháng 8, bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng, đại chúng tham dự Pháp hội Vu Lan sẽ được chư Tăng Ni hướng dẫn thọ trì ba biến chú Đại Bi, tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật kinh hành. Thời thính Pháp có chủ đề Nữ quỷ bên thiền am sẽ được thuyết giảng vào lúc 11 giờ 15 phút sáng qua sự trùng tuyên của Thượng tọa Thích Huyền Châu. Sau đó là thọ trai và hoàn mãn. Thứ bảy, ngày 13 tháng 8, đúng 10 giờ sáng, đại chúng dự Pháp hội Vu Lan sẽ cùng chư Tăng Ni thọ trì ba biến chú Đại Bi, tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật kinh hành. Thượng tọa Thích Huyền Châu sẽ thuyết giảng đề tài Đang tắm vườn sâu thấy quỷ hiện hình vào lúc 11 giờ 15 phút sáng. Sau buổi thọ trai và chỉ tịnh, các Phật tử sẽ được tham dự các buổi học Pháp từ 3 giờ đến 6 giờ chiều. Vào lúc 6 giờ 30 phút tối, Bồ Đề Phật Quốc sẽ thiết lễ thí thực ngạ quỷ âm hồn để cầu cho các vong linh vất vưởng, bờ vờ không nơi nương tựa, mau sớm thoát kiếp đọa đầy đến được nơi an lạc. Sau phần dược thực, thì ngày Pháp hội thứ ba sẽ kết thúc vào lúc 8 giờ tối. Chủ nhật ngày 14 tháng 8, vào đúng 10 giờ sáng, đại chúng sẽ được chư Tăng Ni hướng dẫn trì tụng kinh báo hiếu, đồng thời hiệp lực kỳ nguyện cho người còn sống luôn được an lành, phước huệ tăng trưởng, cầu nguyện cho kẻ mất cũng mau chóng thoát khổ ải đọa đầy, giải kiết nghiệp chướng. Nhân dịp này mà đại chúng nương nhờ năng lực thành tâm cầu nguyện để góp lời dân sớ, kỳ an và kỳ siêu cho cha mẹ và thất tổ cửu huyền. Lúc 11 giờ 15 phút sáng, Thượng tọa Thích Huyền Châu sẽ thuyết giảng bài Pháp có đề tài Cuộn chỉ duyên tình. Sau giờ thọ trai, chương trình Pháp hội Vu Lan báo hiếu năm 2022 sẽ được kết thúc hoàn mãn. Kính thưa quý vị, trong 4 ngày Pháp hội luôn bao gồm các pháp hành hữu ích giúp chúng ta tác chứng công đức tự thân và thành tựu công đức báo ơn cha mẹ nhiều đời. Tôn kính bậc sinh thành và thể hiện lòng biết ơn báo hiếu theo lời Phật dạy. Người con Phật không chỉ bày tỏ qua cung cách truyền thống, qua phụng dưỡng thông thường, mà còn cần biết thể hiện tâm thành báo hiếu thật đúng giáo pháp của Phật. Để thực hiện tròn đầy đạo hiếu, mỗi người con Phật cần phải phát tâm tu tập, thường xuyên lắng nghe chánh pháp mới tăng trưởng trí huệ. Đồng thời đưa cha mẹ đến tham gia Pháp hội Vu Lan để cùng trì trú, tụng kinh và học hỏi giáo nghĩa của Phật là tri ân và báo ân tối thượng hơn cả. Mỗi ngày Pháp hội, chúng ta cùng được chư Tăng Ni hướng dẫn tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện. Đây là bộ kinh tiêu biểu cho hiếu đạo, qua hình ảnh của Hiếu Nữ Quang Mục. Vì vô cùng thương nhớ mẹ đã qua đời mà tìm cầu đến Phật, nhờ vào việc cúng dường, tu thiện của Quang Mục và nhờ oai lực của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà mẹ của Hiếu Nữ được thoát cảnh địa ngục, hóa sanh cõi thiên. Trong Pháp hội Địa Tạng có sự hiện diện đông đủ của chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chúng trời, rồng, quỷ thần các cõi, và tất cả đều phát nguyện hộ trì cho những ai trì tụng Địa Tạng Kinh. Trong đó, nổi bật là Địa Tạng Vương, một tay cầm gậy vàng phá tan địa ngục vô minh của tam độc tham sân si, cứu độ toàn thể chúng sinh. Một tay cầm châu ngọc sáng chói, soi khắp đại thiên thế giới khiến chúng sinh giác ngộ. Lần Pháp hội Vu Lan này, chúng ta sẽ có cơ duyên tụng kinh Vu Lan Bồn và kinh Báo Ân. Trong kinh Vu Lan Bồn, Đức Phật chỉ dạy thật rõ cho Ngài một kiền liên phương cách cứu mẹ thoát khỏi cảnh đói khát của loại ngạ quỷ. Muốn chuyển hóa nghiệp lực của cha mẹ không còn chịu cảnh đọa đầy, thì nhất định phải nhờ hợp lực của chư Tăng chú nguyện. Vì thế, chúng ta hãy cùng về đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc, cùng ghi phương danh cha mẹ trong khoác lễ, kỳ an kỳ siêu. Trong kinh Báo Ơn, Đức Phật đã dạy về 10 ơn của cha mẹ đối với con cái, trong đó có ơn mang nặng đẻ đau, nước đắng nhã ngọt, nhường khô nằm ướt, tận lực làm việc nuôi con, thậm chí việc ác cũng làm để chu toàn cho con. Vì thế mà cha mẹ chúng ta phải chịu cảnh đọa đầy trong 3 đường ác. Cầu nguyện là biểu hiện lòng nhớ ơn, là biểu hiện của tình thương quan tâm cho nhau. Cầu siêu là nguyện tam bảo phù hộ người đã mất được siêu thoát. Cầu an là nguyện cầu cho bản thân, cho người thân, cho mọi loài hữu tình được an lành, vượt qua các tai ương, ách nạn. Tham gia Pháp hội Vu Lan sẽ tạo nhiều duyên lành và phước đức không thể nghĩ bàn. Cho hiện tại và cả vị lai, chúng ta hãy đưa cha mẹ và người thân tham gia Pháp hội Vu Lan tại Bồ Đề Phật Quốc, được tổ chức trong suốt 4 ngày, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Học Pháp và hành Pháp là nếp sống phù hợp với đạo lý tu nhân tích đức của người Việt Nam nói riêng, vừa toát lên ý nghĩa cao đẹp của người con Phật biết sống vì mình, vì người. Đó là cách báo hiếu, báo ân tốt đẹp nhất của mỗi người Phật tử chúng ta. Qua đây mà người Phật tử càng thấy rõ trách nhiệm, phải tinh cần học hỏi Pháp Phật, nhiệt tâm hành trì bổn phận của một Phật tử đạo đức trên tròn hiếu kính, dưới biết thuận thảo, hòa hợp, sống và ứng xử theo đúng chánh pháp của Phật. Trân trọng kính mời quý Phật tử, quý đồng hương và quý thiện tri thức xa gần vì hiếu tâm mà quan lâm tham dự 4 ngày Pháp hội Vu Lan tại Bồ Đề Phật Quốc. Mọi thắc mắc về chương trình Pháp hội cũng như cách thức cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền và hương linh của người thân đã quá vãng, kính mời quý vị đến 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703 hoặc liên lạc với Thượng tọa Thích Huyền Châu ở số 714-328-6087 để được hướng dẫn chi tiết, khiến cho tất cả người còn và người mất đều được trọn phần lợi lạc. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.